Jose Mourinho không còn nằm trong tay một đội hình hàng đầu ở top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nhưng có vẻ như, người đặc biệt cứ ở đâu thì ông cũng biết cách tạo ra sự chú ý của dư luận đối với mình. Lần này, câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến sẽ không liên quan trực tiếp đến người đặc biệt, mà sẽ là một vụ việc đáng buồn với nguyên nhân tới từ chính đội bóng của Mourinho, đó là Fenerbahce. Cuối tuần vừa qua, đoàn quân của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có cuộc đối đầu với Göztepe ở vòng 2 của giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Với một đội bóng bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, gã khổng lồ của bóng đá Thổ dễ dàng vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 ngay trong hiệp 1. Nhưng thái độ thiếu quyết liệt và sự trùng xuống ở hiệp thi đấu thứ hai đã khiến cho các vị khách phải trả giá khi bị gỡ hỏa ở phút thứ 90+5. Và rõ ràng, đây là kết quả khó có thể chấp nhận đối với một ứng viên của chức vô địch. Kết quả này gần như ngay lập tức tạo ra bầu không khí tiêu cực cùng với sự phẫn nộ dành cho số đông các cổ động viên của Fenerbahce khi mà một cơn mưa dị vật ngay lập tức đổ xuống sân. Thậm chí, lực lượng an ninh đã không thể ngăn cản các cổ động viên quá khích tràn xuống mặt sân. Và người đã phải chịu ảnh hưởng đó chính là chủ tịch của câu lạc bộ Fenerbahce, Ali Koch. Ông bị một cổ động viên tức giận lao thẳng vào mình và xô ngã trước sự bất lực của lực lượng an ninh, và thậm chí ông còn phải hứng chịu thêm cả những lời lăng mạ và xúc phạm không mấy hay ho của cổ động viên này. Toàn bộ khung cảnh hỗn loạn khi đó đều đã được máy quay ghi lại, và người hâm mộ quá khích kia cũng sớm bị lực lượng an ninh khống chế thành công. Sau những sự việc mới xảy ra, Fenerbahce TV đã tuyên bố một cách đanh thép rằng họ đã chứng kiến một đêm của khủng bố bóng đá và tình hình là cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, phía đội chủ nhà Göztepe lại cho rằng đã có những hành động cố tình kích động các cổ động viên dẫn đến sự việc đáng tiếc ở trận đấu vừa qua. Nhưng dù nguyên nhân có tới từ đâu thì chắc chắn người hâm mộ cũng đang ngày càng cảm thấy lo lắng khi tình trạng bạo lực bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ đang có xu hướng leo thang trong quãng thời gian gần đây. Ngược dòng thời gian một chút khi mới chỉ ở giai đoạn đầu năm nay mà thôi thì đã có một sự việc đáng chú ý và gây rúng động làng túc cầu thời điểm bấy giờ. Cuộc ẩu đả diễn ra ở trận đấu giữa Cesbozo và Fenerbahce ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà cũng chính Fenerbahce trở thành tâm điểm với chiến thắng 3-2 ở những phút cuối cùng. Người ghi bàn giúp gã khổng lồ của bóng đá Thổ có được chiến thắng là Michy Batshuayi, lại cũng chính là người biến bản thân thành tâm điểm của vụ việc không mấy đẹp mắt ngày hôm đó. Chuyện là ngay sau khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, đã có một cầu động viên Cesbozo lao thẳng xuống sân và đổi đánh các ngôi sao của Fenerbahce, và một trong số những mục tiêu chính là Batshuayi. Nhưng đáng nói ở chỗ, tiền đạo người Bỉ lại không hề bỏ chạy và sẵn sàng đứng lại giao chiến với cầu động viên hăng máu kia giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Thậm chí với nền tảng của một cầu thủ chuyên nghiệp, trung phong của Fenerbahce có sớm tỏ ra áp đảo với cú đá xoay băng dáng dốc của Ibrahimovic ngay lập tức khiến cổ động viên đó gục ngã. Không chỉ Batshuayi mà các cầu thủ khác của Fenerbahce cũng không hề chịu kém cạnh khi liên tục có hành động xô sát với các cổ động viên. Qua sự việc trên, một tín hiệu đáng buồn đã lại xuất hiện với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, khi người hâm mộ chợt nhận ra hành động bạo lực leo thang không chỉ là vấn đề đến từ người hâm mộ mà nó đang dần ảnh hưởng tới cả tâm lý của các cầu thủ trên sân. Và tất nhiên, có không ít nguyên nhân mà người hâm mộ có thể chỉ ra khi nói về vấn đề bạo lực sân cỏ của quốc gia này. Không ít nguyên nhân đến từ những vấn đề ngoài sân cỏ, và làm thế nào để khắc phục được sự căng thẳng đó cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Đầu tiên, bạo lực trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phần nào phản ánh sự căng thẳng và chia rẽ sâu sắc trong xã hội nước này. Theo The Guardian, Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn chính trị, văn hóa và xã hội phức tạp. Bóng đá là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở đây và đã trở thành nơi để các cổ động viên thể hiện quan điểm chính trị của mình. Điều này đặc biệt rõ rệt trong các trận đấu giữa những câu lạc bộ lớn như Fenerbahce, Galatasaray và Besiktas, nơi cổ động viên không chỉ ủng hộ đội bóng mà còn thể hiện sự trung thành với những quan điểm chính trị và xã hội. Sự phân cực này dẫn đến những cuộc xung đột bạo lực giữa các nhóm cổ động viên có quan điểm đối lập. Sự can thiệp của chính trị vào bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng góp vào tình trạng bạo lực gia tăng. Theo nhiều phân tích trên khắp châu Âu, các chính trị gia thường sử dụng bóng đá như một công cụ để thể hiện quyền lực và ảnh hưởng của mình. Điều này có thể dẫn đến các quyết định gây tranh cãi, làm tăng thêm sự căng thẳng giữa các câu lạc bộ và cổ động viên. Khi bóng đá trở thành một phần của trò chơi quyền lực, nó không chỉ còn là một môn thể thao mà trở thành nơi để biểu diễn quyền lực, dẫn đến các cuộc xung đột bạo lực khi các bên liên quan cảm thấy bị đe dọa hoặc bị mất quyền lợi. Đây có thể được xem là một điểm khác biệt rất lớn so với những nền bóng đá hàng đầu khác của châu Âu, khi mà chính trị dường như không liên quan quá nhiều đến những cuộc chơi của các đại gia. Và khi đó thì bóng đá dường như sẽ chỉ được xem là một công cụ giải trí, một hình thức kiếm tiền của các ông chủ, thay vì là liên quan tới những vấn đề chính trị căng thẳng. Một trong những nguyên nhân khác chính là sự yếu kém trong quản lý và tổ chức của Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ TFF và các cơ quan liên quan. Suốt những năm qua, TFF đã bị chỉ trích vì không có các biện pháp hiệu quả để kiểm soát tình trạng bạo lực. Ví dụ, việc trừng phạt các hành vi vi phạm không nghiêm khắc và không nhất quán, dẫn đến việc các cổ động viên cảm thấy có thể hành động mà không phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, tình trạng tham nhũng và mối quan hệ phức tạp giữa các câu lạc bộ, chính trị gia và TFF càng làm cho việc quản lý trở nên khó khăn. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không kể đến việc người hâm mộ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với lòng nhiệt huyết và sự trung thành tuyệt đối với đội bóng của mình. Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt này cũng là nguồn gốc của nhiều vụ bạo lực. Áp lực từ cổ động viên, đặc biệt là khi đội bóng của họ thi đấu không tốt hoặc bị đối xử bất công, dễ dàng bùng phát thành các hành vi bạo lực.
các trận đấu giữa những đối thủ chuyên kiếp như Fenerbahce, Galatasaray và Besiktas thường diễn ra trong không khí căng thẳng và dễ dẫn đến những vụ xung đột nghiêm trọng. Ngoài ra, các cầu động viên cũng thường bị kích động bởi những lời kêu gọi từ lãnh đạo các câu lạc bộ hoặc các chính trị gia, khiến tình hình thêm phần phức tạp. Nhìn lại chính các câu chuyện vừa được nói đến ở trên, hầu hết những cuộc ẩu đả đều xuất phát từ sự kích động đối với các cổ động viên và người hâm mộ bóng đá của quốc gia này rất dễ bị ảnh hưởng từ những yếu tố ngoại cảnh đó. Bạo lực trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là vấn đề của hiện tại mà đã có lịch sử lâu đời. Các trận đấu giữa các câu lạc bộ lớn từ lâu là những sự kiện có nguy cơ cao xảy ra bạo lực với các cổ động viên nổi tiếng vì những hành vi quá khích. Truyền thống hâm mộ cực đoan này đã trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các biện pháp ngăn chặn bạo lực trở nên khó khăn hơn. Ngay cả khi những câu lạc bộ hay đội tuyển nước ngoài tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu thì ít nhiều cũng sẽ đều bị ảnh hưởng hay thậm chí là lo ngại trước những viễn cảnh đáng tiếc có thể xảy ra trên các khán đài của sân vận động. Và mối lo ngại đó chưa bao giờ là thừa, bởi những hội cổ động viên cực đoan cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến những cuộc ẩu đả nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhóm này thường có tổ chức tốt và hoạt động với mục đích duy trì quyền lực và ảnh hưởng của mình trong cộng đồng cổ động viên. Họ thường xuyên sử dụng bạo lực như một phương tiện để khẳng định vị thế và đối đầu với các nhóm cổ động viên khác hoặc với chính quyền. Những vụ việc như việc tấn công trọng tài hay cầu thủ đối phương đều có sự tham gia của nhóm cổ động viên này, tạo ra một bầu không khí đầy nguy hiểm và bất ổn trong các trận đấu. Khi mà tất cả những yếu tố trên được tổng hòa lại với nhau, ta có thể hiểu được rằng tình trạng bạo lực bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng đến nhường nào và chắc chắn là sẽ không thể giải quyết được toàn bộ những vấn đề đó trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp, từ sự chia rẽ xã hội về chính trị, quản lý yếu kém đến sự tham gia của các nhóm cổ động viên cực đoan. Để giải quyết vấn đề này, cần có những biện pháp toàn diện.